Các bác ơi, sáng nay sau một buổi tối đặt cạm thì sáng nay nhà em lại đi thu nhá. Đây, em quay cho các bác xem. Cái đầu tiên nhìn từ xa đã thấy dính rồi. Rất là to luôn. Ôi dồi, một đôi luôn kìa. Vừa to vừa đen. Thế các bác anh nhìn thấy mô hình nhà em đặt chưa? Cứ tìm những sườn mòn mà chưa hay đi lại nhé. Để thịt nhờ. Con đấy phải 6-7 lạng nhờ. Cạm này thì nhà em sử dụng cạm thông thường là 9cm nhé. Đây quay cho các bác xem. Đây là cạm 9cm nhà em đây. Ưu điểm của cạm này là chỉ sập vào chân. Con nào cũng sập vào chân. Đấy, một đoạn miên là thì thu được cái này đây. Còn chưa to thì nhá. Giá thành của cái cạm này thì rất là rẻ, chỉ rơi vào tầm vài nghìn đồng trên một cái. Thấy là cắm vào chân đấy. Ghê ghê đi à. Con chưa to. Đây, chỉ dính vào chân đấy, thật chân chỉ 1% số nhỏ là nó dính vào đuôi, nó sập vào đuôi thì là chuyện rồi, nhưng mà không đáng kể đấy. Đấy, các bác xem, đây là nhà em đi thu một đoạn ngắn thôi đấy, rất là nhiều cạm thì các bác cứ làm như này cho em. Đấy, khi mua cạm về là các bác sẽ làm một đoạn dây sắt nhỏ, các bác nối từ đầu này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Và kế tiếp là các bác buộc một cái vin cố định như này, để khi chúng ta mà đặt cạm này chúng ta sẽ vin xuống, tránh trường hợp mất cạm nhé. Chuột này mà nó đã dính vào rồi nó dễ ruộng, nó hay đôi cạm đi lắm các bác. Đấy, còn hình thức ra vào cạm thì trong tất cả các video trước thì em đã hướng dẫn các bác rồi đấy. Đấy, khi mua về thì chiếc cạm lại sẽ như thế này. Và các bác là đặt chân vào cái điểm tì này. Là các bác gài mũi và sử dụng thôi. Đấy. Quan trọng là các bác có tìm nơi có những cái lối mòn chuột đi lại nhiều thì kiểu gì cũng dính chuột nhé các bác nhé. Đấy. Cạm này sử dụng rất là dễ. Rất nhẹ nhàng. Đấy. Gọi là cạm 9cm. Từ đầu điểm này sang đến điểm này. Từ điểm này sang đến điểm này là 9cm nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Anh nào đi ăn lang thang nè, cứ chân dính trước. Đấy. Một buổi sáng của em đấy. Càng thiệt to rồi các bác ạ. Các bác mà lại đánh kinh tế thì các bác mua cái số lượng nhiều thì sẽ được giá ưu đãi. Và bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Đấy. Được bao cho các bác kiểm tra hàng cẩn thận này. Đúng với những gì các bác xem được thấy ở trong các video thì các bác nhận hàng nhé. Đấy, cạm 9cm nhà em đây. Rất nhẹ nhàng và dễ sử dụng. Được làm bằng chất liệu một loại thép rất là tốt. Đấy. Giúp cho các bác đánh rất thoải mái luôn đi. Rất tốt luôn. Đấy. Kìa. Mình gọi nhà em đi. Đấy. Nói chung là cứ đặt đâu dính đấy. Tuyệt to nhỉ, săn to. Thật. Các bác cứ tìm những núi nào mà chuột hay đi lại, các bác đặt vài 3 mét các bác cho một cái, kiểu gì sáng sau các bác đi thăm là chuột dính hết. Các bác nào có nhu cầu mua cái dòng cạm này thì gọi điện cho em theo số điện thoại em để ở góc video nhé. Rồi, em xin chào các bác nhé.